Cùng thầy dạy văn, kết bài nâng cao Tây Tiến ngữ văn lớp 12 Đi dọc theo suốt mạch cảm hứng của bài thơ Băng qua từng chặng đường hành quân nung nấu Chìm đắm trong những kỷ niệm Ta thấy được người lính Tây Tiến Núi rừng miền Tây Vượt qua những cảm quan ban đầu của nhà thơ Quang Dũng Để rồi cứ thế đến với tâm hồn của bạn đọc Đó là nét đẹp đầy bi tráng Là cái lạ để cảm nhận được hết về đẹp toàn bích của bài thơ nhưng có lẽ nét đẹp của Tây Tiến vang vọng trong bạn đọc là nét đặc sắc ở tính dân tộc và thời đại của tác phẩm. Bức tượng đài về người lính Tây Tiến, người đi không hẹn ước, làm nên sức mạnh của dân tộc trong kháng chiến chống Pháp. Đó là âm hưởng của thời đại, của tình đồng chí, là tình yêu quê hương, đất nước, con người thắm thiết. Ôi tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ, như chồng. Ôi tổ quốc nếu cần ta chết cho mỗi ngôi nhà ngọn núi con sông chúc các em thành công